ít trần nhưng đậu xanh chay. Đây là những cái nguyên liệu mà Bích đã làm ra sẵn nè. Ở đây là đậu xanh Bích đã hấp chín rồi. Tiếp đó thì mình có là cà rốt, ba rô, đây là hai loại nấm, nấm mèo và nấm đông cô. Nấm đông cô thì Bích chỉ cho một nấm thôi để cho nó có cái mùi thơm nha mọi người. Ở đây thì mình có là hành lá, hành lá này hồi nữa Bích sẽ phi lên. Tiếp đó thì Bích có một gói nếp, cái cân nặng là 16 ounce, có nghĩa là 1 pound đây. Và gia vị thì Bích có gia vị là muối, đường, tiêu và hạt nêm. Đây 4 hũ gia vị. Rồi Bích mời các bạn vô bếp cùng Bích nha. Bích sẽ turn on cái lò lên cho chảo nóng. Rồi mình sẽ cho dầu vô nha. Bây giờ Bích cho dầu vô nè. Bích cho đây là một muỗng dầu ăn. Trước tiên là bây giờ Bích sẽ phi cái phần hành lá này nha mọi người. Dầu nóng rồi là Bích sẽ phi cái hành lá nè. Cái hành lá này nữa mình làm bánh đó, xong cái mình để trên cái mặt bánh cho nó đẹp đó mọi người. Tiếp đó thì Bích cho vô đây thêm 2 muỗng dầu ăn. Bây giờ Bích sẽ cho ba rô vô để mình phi nha. Mình phi cho nó hơi vàng lên. Ba rô hơi vàng rồi là Bích sẽ cho hai cái này vô luôn nha, cà rốt và nấm. Sẽ xào cái phần này cho nó chín. Nấm và cà rốt chín rồi thì Bích cho đậu xanh vô. Bích sẽ cho hết cái phần đậu xanh này vô thế này. Mọi người thấy đậu xanh nó còn có cái hạt như vậy thì Bích sẽ cho nước vô nha để cho nó nát ra nha. Rồi tiếp đó Bích sẽ cho một chén nước này vô cái phần đậu xanh này. Bích cho trước một chén nha, để cho nó mình làm cho nó nhuyễn cái hạt đậu xanh ra. Mọi người đừng có sợ là nó nhão. Sẽ cho thêm một chén nước nữa. Đây, bây giờ Bích cho thêm một chén nữa nha. Rồi bây giờ Bích sẽ nêm gia vị nè. Thì
cái món bánh này á, là nữa mình sẽ ăn lại nước mắm chay, cho nên là mình không có nêm mặn nha. Cái chay ở đây là nửa muỗng muối nhỏ như vậy thôi. Cái chay ở đây là 2 muỗng hạt nêm. Và bếp cha là 2 muỗng tiêu. Cái món này tiêu nhiều thì nó thơm, nên bếp cha 2 muỗng nhỏ vậy đó. Rồi bếp cha trồng đường lên. Đó. Thì mọi người thấy giờ nhân nó kết dính lại rồi nè, nó sẽ khô lại. Bây giờ bác sĩ đã nguội và mình đi làm, trong thời gian mà nhân nó nguội á thì mình đi làm cái vỏ bánh. Ở đây bác nhắc lại nha, cái đậu xanh này á thì bác ngâm là 1 cup nha mọi người. Mình ngâm rồi mình để cái đậu xanh nở, rồi mình hấp đậu xanh cho chín. Rồi khi mà mình xào cái phần nhân này á thì bác cho vô đây là 2 chén nước. Hai chén nước mà một chén như vậy á, là mình lường 3 muỗng canh phở như vậy đó. Thì bếp chay đây 2 chén nước nè. Gia vị thì bếp cho là 2 muỗng tiêu, 2 muỗng hạt nêm và nửa muỗng muối. Thì bếp lường bằng cái muỗng nhỏ này nha. Mọi người không có muỗng nhỏ như bếp thì muỗng cà phê cũng được, mà tùy theo mỗi người là mỗi khẩu vị nha. Nhưng mà cái bếp làm á, nhưng bếp làm á, cái lượng mà bếp đưa ra gia vị á thì mình thấy chuẩn rồi, coi như vừa ăn để mình chấm cái nước mắm nữa, mắm chay á. Bây giờ là bếp sẽ làm cái phần vỏ của bánh ít. Đây thì bếp đổ ra hết, bếp sẽ giữ lại một ít để làm bột áo. Đây thì bếp cho như đây là nửa muỗng muối nha. Nửa muỗng muối. Cái phần này phải đều lên. Phần bột này cho nó đều cái muối á. Đây là nước ấm ấm thôi. Phần nước ấm. Sẽ cho thêm nước cho nó. Bây giờ bác sẽ dùng tay bắt nhồi nha. Tay mình cũng đã rửa sạch rồi. Cái lượng nước thì một gói vậy thì bác cho 1 cup nước. Một cốc nước ấm, nước ấm. Đây, mọi người thấy bột này nó mịn nên này, bác cho vô đây một ít dầu để cho bột nó mịn á. Mình cho vô đây nửa muỗng dầu ăn. Tiếp tục nhồi nha mọi người. Đây, bây giờ cái bột bác đã làm xong rồi nè. Mọi người thấy mịn ghê không? Đó, nó vẫn còn cái độ ấm ấm này. Bây giờ bác lấy cái dây ráp á, cái bịch ráp, cái loại bị nhựa ráp á, mình ráp lại. Đây, mình sẽ ráp lại cho bột nó nghỉ nha. Trong thời gian mà bột nghỉ thì mình đi làm cái nhân.
Đây là nhân đậu xanh này, bây giờ bác sẽ làm, mình sẽ vò cho nó tròn lại gì. Đó, thì mình cứ tiếp tục mình làm khi nào mà hết nhân thì thôi. Đây là cái đậu xanh nè, bác đã làm xong thành viên về rồi. Bây giờ bác sẽ nắn bột. Mình sẽ cho chút thôi. Đã nóng rồi, nước sôi rồi nè. Bây giờ là mình vò được 2, 4, 6, 7 viên, 7 cái. Bây giờ mình bảy ra nha, bảy cho mình luộc. Bích luộc cái bánh này là cho 10 phút nha. Đây thì 10 phút rồi là mọi người thấy là bánh bắt đầu nó nổi lên, có nghĩa là chín rồi. Ở đây thì Bích có là một cái thố nước nguội, thì bây giờ Bích vớt bánh ra nha. Mình bỏ qua nước lạnh, một thố nước lạnh, quên là nó nước nguội rồi. Bích cho qua bên nước lạnh để cho nó chín là nó nổi lên nè. Coi như là một thao bột thì mình gói được là 2, 4, 6, 7 cái bánh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái nha. Bây giờ mình bỏ vô hết ở đây, mình luộc.